Xin kính chào quý vị và các bạn, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Túng Tiền của mình. Hôm nay thì mình lại quay trở lại với tựa game Bird Indo và được tiếp tục test trên tay cái con Taco Mogul 2013 của anh M-Nhất Gaming. Đó. Đây là một trong những con Taco mình nghĩ nó rất là đẹp các bạn ạ. Thì trong bản fix lỗi lần này, bản cập nhật mới này thì Nhất Gaming đã có thể mở thêm cái cốp xe, các bạn thấy này, mở được cốp xe này, có mấy cái thùng mì tôm hào hào phía dưới này. Phải không ạ? Thì đằng sau vẫn vậy, các cái chi tiết về máy cực kỳ là sắc nét, giống như kiểu được lấy từ trên game ES2 ra vậy, rất là đẹp phải không các bạn? Rất là đẹp. Để mình đóng cốp và cửa lại. Thì đây là con Taco Mogul 2013. Đấy. Đây là bộ skin nhà xe Mai Linh. Thực ra thì mình có thể lấy thêm một vài các bộ skin khác. Đó. Thì đây là bộ skin về Mai Linh. Đối với bản nâng cấp lần này thì các bạn thấy rằng là cái chất lượng về hình ảnh cũng như là chất lượng về xung quanh nó được thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt là về phần kính chiếu hậu, các bạn thấy là sẽ có thêm cái kính phụ ở phía trên dành cho gương tài, còn bên phụ thì vẫn chưa có. Về phần chỉnh gương chiếu hậu thì các bạn có thể vào phần setting này. Đây là phần chỉnh gương chiếu hậu đó các bạn này. Bạn có thể kéo qua và kéo lại. Đó, tùy các bạn muốn kéo nhiều hay kéo ít. Đó. Đây về chỉnh về đồ họa, graphics. Đồ họa và các linh tinh các thứ. Đây là chỉnh về, bên đây là chỉnh về cách chọn vô lăng hoặc là lắc. Nếu mà bạn thích dùng vô lăng thì bạn dùng vô lăng, còn không thì dùng lắc như của mình cũng được. Lắc vô lăng như của mình cũng được, chứ không nhất thiết là phải dùng vô lăng kia đâu. Nó khó bởi vì khi bạn chơi lên thì nó nóng máy lên, thì cái việc sử dụng cái tay để quay chuột, để quay cái vô lăng trên màn hình nhé, nó khó lắm bạn ạ. Đó. Đối bản lần này thì cũng rất là nhiều gương bạn ạ. Cũng rất là nhiều gương. Đó. Đèn xe thì cũng khá là đẹp. Với bản nâng cấp lần này thì sẽ có thêm đèn sương mù bên dưới. Xi nhan. Nói chung thì đối bản nâng cấp này thì cái kính giường nằm của hành khách thì đã được làm trong hơn. Đấy. Fix lỗi về việc bị lật xe đó. Nó cũng khá là hay và thú vị các bạn ạ. Rất là đẹp luôn ấy. Hôm nay thì mình sử dụng bộ skin của Mai Linh, cho nên là cái vô lăng nó được độ lại thành vô lăng của Mai Linh luôn. Không phải là vô lăng của Taco nữa. Cũng rất là đẹp và thú vị các bạn ạ. Nói chung thì đây là bản cập nhật mới, cho nên là cái độ ổn định của xe khi chạy thì nó cũng được nâng lên. Đó, mình thấy nó rất là thú vị các bạn ạ. Rất là đẹp luôn ấy. Bạn thấy nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Mai Linh. Một màu xanh huyền bí. Rất là đẹp không các bạn? Wow. Ấy chết rồi, đâm vào xe đi phía trước. Chụp hình. Chụp hình lưu lại các bạn ạ. Ấy chết, đi lộn đường rồi, lộn đường rồi. Đường em bên này cơ, chứ đường em không phải bên đấy. Và như vậy thì video của mình hôm nay thì cũng xin được phép kết thúc tại đây nha bạn nhé. Thì bây giờ mình có thể chuyển sang các bộ skin khác, nhưng mà nếu mình chuyển sang bộ skin khác thì nó cũng hơi mất thời gian và nó sẽ rất dễ bị văng game. Mình không biết nữa, nhưng mà mình chơi mod thì như nó dễ bị văng game hơn so với việc không chơi mod hay sao á. Mình mỗi lần mình vô mod là nó hay bị văng game lắm.
Và các bạn thấy sao về điều này? Đừng quên để lại comment ý kiến bên dưới nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của mình. Rồi, tấp lên đây một tí bà con, tấp lên lề đi. Ồ, rất là đẹp các bạn ạ. Tuyệt vời ở mặt trời luôn. Bây giờ chúng ta có thể trải nghiệm xe giường nằm trên bus của Indo thay vì chơi bus của Việt Nam. Rất là đẹp các bạn ạ. Wow, tuyệt vời luôn. Bộ skin cũng rất là đẹp. Ok.